Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 186 Lời của Sư Phụ Món quà quý báu được làm người Quý vị có thấy bao nhiêu linh hồn không phát triển trong toàn vũ trụ không? Và nhân loại mỗi ngày càng ít hơn. Người ta uống thuốc ngừa thai, không cho phép một linh hồn xuống đây giải quyết nghiệp chướng để có thể đi lên. Làm người rất khó, không phải dễ, có rất nhiều linh hồn đang chờ làm người nhưng không thể không phải chỉ bị giới hạn như vậy thôi còn phải có đủ duyên nữa thí dụ như nếu quý vị muốn xuống đây cha mẹ tương lai phải có duyên với quý vị dù là thiện duyên hay nghịch duyên những người có duyên với quý vị có thể làm cha mẹ quý vị nhưng nếu họ đã qua đời thì quý vị không còn cơ hội xuống làm người không phải như muốn xuống là xuống cho nên nếu đã có thân người nếu đã có cơ hội làm người mà quý vị không giải quyết nghiệp chướng của mình nếu quý vị không chấm dứt nó và không phát triển nhanh để trở thành thánh nhân cao đẳng thì rất khó có được cơ hội trở lại phải mất thời gian rất lâu quý vị phải ngồi đó chờ không có chuyện gì xấu xảy ra quý vị không đi địa ngục không ai trừng phạt quý vị không gì cả nhưng quý vị cứ ngồi đó chờ giống như là ngồi trong lớp mẫu giáo vậy không chuyện gì xảy ra cho quý vị không chuyện gì tốt và quý vị sẽ rất tiếc nuối cho nên ngay cả trong đời sống vật chất này nếu chúng ta đau khổ một chút về thân thể hay phải làm một ít việc lao động cực nhọc hay phải chịu đau đớn khổ sở hay bất cứ gì chúng ta vẫn phải kiên nhẫn giải quyết vấn đề bởi vì cơ hội rất hiếm quý một số người không phải trở lại làm người trong nhiều ngàn năm bởi vì họ không có cơ hội muốn sống trong đời này quý vị phải có bạn bè hoặc kẻ thù hay người nào đó trước kia đã có duyên với quý vị trong tiền kiếp nếu họ đang ở trong cảnh giới vật chất rồi quý vị phải được họ đồng ý làm cha mẹ quý vị nếu họ muốn hoặc không bởi vì có nhiều nhân duyên khác có ưu tiên hơn cha mẹ chỉ có được tối đa một số con cái thôi. Và ngày nay người ta uống thuốc ngừa thai, và rồi quý vị phải chờ lâu hơn, bản danh sách thật dài, phải không? Quý vị phải chờ đến khi những người cha mẹ này trở lại và có thêm 5 người con trai hay 5 người con gái nữa, rồi có thể sẽ đến phiên quý vị, hoặc là không. Giáo lý chọn lọc, quan sát Quan sát khác với ánh sáng Quan sát có nhiều màu khác nhau Có khi màu đen, có khi màu cà phê Có khi màu vàng hay đỏ Tùy theo tính khí của người đó vào lúc đó Nhưng khi quý vị thấy người nào có quan sát tâm linh rất mạnh Quý vị sẽ biết ngay Những người khai ngộ có vần hào quang vĩ đại chung quanh Điều này khác với quan sát Mọi người đều có quan sát Nhưng vần hào quang vĩ đại của người khai ngộ rất khác lớn hơn rõ hơn và sáng rực rỡ ánh sáng chung quanh đức phật và giê xu được gọi là hào quang từ trường của đấng khai ngộ một người càng khai ngộ vần hào quang chung quanh họ càng sáng nhưng chỉ khi nào mắt huệ đã mở quý vị mới thấy được một người có hào quang hay không người thấy được ánh sáng bên trong cũng có ánh sáng bên ngoài những người không thấy được ánh sáng bên trong ánh sáng bên ngoài rất mờ hoặc đậm hoặc rất yếu. Chúng ta gọi đó là quan sát. Quan sát của người hoàn toàn khai ngộ rất sáng. Các đệ tử có thể thấy được ánh sáng này vì họ đã khai ngộ. Những đệ tử đã mở mắt huệ có thể thấy Đức Phật hay Chúa Giêsu có hào quang. Vì vậy họ vẽ tranh theo y như cách họ thấy. Một số người còn có khả năng siêu nhiên, họ thậm chí cũng không tu pháp môn quán âm, nhưng mắt huệ của họ cũng được mở một chút họ có thể thấy người nào có ánh sáng vĩ đại người nào có ánh sáng hoàng kim người nào có ánh sáng màu cà phê đậm nhưng kiến thức cao đẳng nhất là tự tánh của quý vị quý vị là thầy quý vị là phật và tôi muốn chỉ cho quý vị thấy trí huệ vĩ đại của quý vị Nhắn, ngài có thể thấy và phân tích quan sát của những người chung quanh không sư phụ tôi không có hứng thú này Tôi chỉ muốn biết về linh hồn luôn luôn rực rỡ, luôn luôn chiếu sáng, vĩnh cửu và vô sở bất tại. Dĩ nhiên những người tu hành có thể thấy được quan sát của người khác, nhưng đó chỉ là quan sát Atula. Những bậc tiến hóa cao chỉ nhìn vào linh hồn của mọi người, dù là có quan sát hay không. Linh hồn luôn luôn hoàn mỹ, chiếu sáng rực rỡ hơn hàng triệu mặt trời cộng lại, chỉ là đôi khi bị che phủ Chữa bệnh bằng linh lực là điều không tự nhiên, là quấy phá quan sát của người ta, luân xa của người ta, từ trường tâm linh của người ta, về sau rất khó điều chỉnh lại, và cũng quấy phá linh thể và bản chất của người ta. Thật ra bất cứ điều gì chúng ta đã làm hoặc đang làm, dù rằng không ai biết, dù rằng trước kia không ai thấy chúng ta làm những điều này, hay chưa bao giờ gặp chúng ta, họ vẫn phát hiện điều gì đó từ quan sát của chúng ta từ vùng năng lực của chúng ta từ trường của chúng ta và rồi họ sẽ phản ứng thích đáng đó là lý do tại sao chúng ta phải cẩn thận giữ mình tinh khiết hoàn toàn tinh khiết và trong sạch và luôn luôn nỗ lực giữ mình như vậy bằng không bất cứ chuyện gì xảy ra cho chúng ta chúng ta không thể trách cứ ai được một điểm nữa vì sao chúng ta phải giữ mình cao thượng và tinh khiết bởi vì người ta có thể thấy được chúng ta những vị tiên tri thánh hiền và những người tâm đơn thuần có thể thấy được quan sát chúng ta nếu chúng ta làm điều tốt nếu chúng ta nhận biết thượng đế yêu thương và đồng nhất với thượng đế quan sát chúng ta có màu hoàng kim chiếu sáng rực rỡ nếu chúng ta làm điều gì sai nếu chúng ta làm tổn thương người khác về mặt tình cảm thể chất tinh thần hay tâm linh quan sát chúng ta rất tối người ta có thể thấy được vì thế chúng ta không gạt gẫm được ai đó là lý do tại sao chúng ta phải giữ mình xinh đẹp trường học trên thiên giới hôm nay tôi sẽ trả lời những câu hỏi sau đây cho quý vị tại sao một số trẻ em thông minh trong khi một số khác không được thông minh bằng tại sao một số người sinh ra có năng khiếu và một số không có khi chúng ta cầu nguyện điều gì trong tâm đôi khi cũng có ích chứ không phải vô ích nếu chúng ta cầu nguyện rất thành tâm lời cầu nguyện sẽ thành tựu dù chúng ta có tu pháp quán âm hay không đối với quý vị những người tu pháp quán âm tôi đã chỉ quý vị làm cách nào để cầu nguyện hãy cầu nguyện điều cao quý nhất thay vì những điều ích kỷ thế tục chỉ khi đó quý vị mới nhận được ân điện tối cao. Chẳng hạn như quý vị có thể cầu được giải thoát khỏi lưng hồi sanh tử. Cầu Minh Sư sẽ giúp quý vị thiền định kiên trì và tinh tấn mỗi ngày và có thể chịu đựng thế giới này trong khi chờ thời gian đến để về cố hương. Quý vị không nên cầu nguyện những điều như trở thành thiên tài hay thành khoa học gia giỏi nhất hay bác sĩ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, một số người bên ngoài cũng cầu những điều này, thậm chí trẻ em cũng cầu nguyện như vậy. Các em cầu nguyện được vào trường giỏi, thành học sinh thông minh nhất, tốt nghiệp dễ dàng và vân vân. Cho nên, một số chúng sinh cao đẳng có thể là thầy giáo hay thiên thần từ thế giới Atola đến với những trẻ em này trong lúc chúng đang ngủ và lặng lẽ đem linh hồn chúng lên những trường học trên thiên giới để học hỏi về âm nhạc, khoa học hay văn chương trên cảnh giới này rồi các em trở nên siêu phàm và nổi bật càng ngày càng giỏi hơn trong khi vẫn tiếp tục học hỏi nếu chúng ta có thể xuất hồn lên trên cảnh giới đó chúng ta sẽ thấy có nhiều trường học đặc biệt để giáo dục trẻ em từ thế giới của chúng ta địa cầu của chúng ta không phải là hành tinh duy nhất trong vũ trụ còn có rất nhiều hành tinh tương tự như địa cầu họ cũng có nền văn hóa đời sống và tư tưởng giống như chúng ta trẻ em tại đó cũng học hỏi trong những trường thiên giới trẻ em từ nhiều hành tinh khác cũng đến đó thông thường chỉ những trẻ em thông minh xuất sắc và có nhiều phước báo mới có thể lên đó để học hỏi những điều thế gian này do đó một số trẻ em rất xuất sắc phi thường và lanh lợi có thể đàn nhạc rất hay hoặc làm thơ từ thời thơ ấu ví dụ như trong mười đêm liền một em bé 10 tuổi của một đồng tu ở Đài Bắc nằm mơ thấy được Thánh Nhân và Bồ Tát trên thiên đàng. Em học hỏi rất nhiều từ các ngài và sau khi trở về em có thể làm thơ thật hay. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Đối với quý vị, những người tu Pháp Quán Âm, tôi cũng dắt quý vị lên thiên đàng để học hỏi rất nhiều điều trong khi quý vị ngủ. Tuy nhiên trường học của chúng ta khác với trường của họ. Điều quý vị học hỏi là trí huệ vĩ đại đôi khi tôi cũng đưa quý vị du ngoạn trên những cảnh giới khác đó là lý do tại sao một số đồng tu bỗng dưng có thể làm thơ dù là họ chưa bao giờ có khả năng này ngoài ra một số chưa bao giờ thích hội họa nhưng bây giờ có thể vẽ tranh khi họ vẽ thử và một số chưa bao giờ say mê âm nhạc nhưng bây giờ họ rất thích âm nhạc học nhạc rất nhanh và đàn rất hay hoặc là có nhiều điều trước kia chúng ta không làm được nhưng bây giờ lại rất giỏi thậm chí còn giỏi hơn những người chuyên nghiệp tất cả là vì tôi đưa quý vị đi học tại những trường siêu đẳng vào ban đêm khi tôi dắt quý vị lên thiên đàng quý vị cũng quan sát cách làm việc siêu đẳng của họ đó là lý do tại sao đôi khi chúng ta có thể lập tức hiểu được kỹ thuật chỉ bằng cách quan sát người khác làm việc dù đó không phải là nghề chuyên môn của mình chúng ta vẫn có thể hiểu lập tức đôi khi còn giỏi hơn những chuyên gia quý vị đã từng có thể nghiệm này chưa đồng tu trả lời dạ có do đó sau khi tu pháp quán âm chúng ta sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn và hiểu rõ tất cả những gì mình đọc một số người trước kia khờ khạo bây giờ có thể làm thơ viết báo và nói chuyện thật hùng hồn khi đọc sách hay kinh điển họ có thể hiểu rõ và khi quan sát người khác làm việc họ cũng có thể hiểu lập tức đôi lúc khi quan sát người khác làm việc chúng ta nghĩ tại sao người này ngớ ngẩn vậy tại sao ông ta làm theo cách này nhưng mình xen vào thì sẽ làm ông ta ngượng chúng ta có thể nghĩ rằng thật bực mình ông ta thật chậm chạp và ngớ ngẩn phí sức mà chẳng được gì nếu mình là ông ta mình đã nghĩ ra từ lâu rồi tuy nhiên đôi khi người đó là chuyên gia và không chịu nghe chúng ta nghĩ rằng ông biết nghề của ông ông là chuyên gia còn chúng ta chỉ là người thường mỗi lần chúng tôi bảo người ta làm việc cho chúng tôi họ nói quý vị không phải là chuyên môn quý vị không thể hiểu được rồi tôi nói được không sao chúng tôi có thể dành thời gian học hỏi có những chuyện mà lúc đầu tôi không muốn xen vào Tuy nhiên khi có liên quan đến nồng tu và sự tu hành của họ, tôi phải can thiệp và nói, làm theo cách đó không đúng, quý vị nên làm theo cách này. Trong vài trường hợp chính tôi phải tự tay thực hiện rồi mới cải tiến hơn. Có rất nhiều trường hợp như vậy, cho nên chúng ta phải quan sát sự tu hành tiến bộ của người khác mới có thể biết chắc ai thật sự là chuyên gia. Nếu đã là chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, quý vị sẽ làm việc thậm chí nhanh hơn dễ dàng hơn sau khi tu pháp quán âm nếu không phải là chuyên gia khi muốn làm việc gì mới quý vị vẫn có thể làm được hãy về nhà thử xem thử làm điều gì trước đây quý vị chưa bao giờ làm qua và quý vị sẽ thấy rằng tình trạng đã thay đổi sư phụ khai thị con cái luôn luôn là món quà từ thượng đế nếu quý vị có con đừng lo đó là quà của thượng đế cho quý vị vì một lý do gì đó trên những cảnh giới tâm linh cao nếu quý vị muốn được một đứa con không thành vấn đề không cần phải có chồng giống như ở đây và không người nào chê cười nếu quý vị không có chồng quý vị cứ tự mình sản xuất con rất là giản dị quý vị có thể ngồi đó nói tôi muốn một đứa con rồi nhìn xuống cảnh giới bên dưới bởi vì đa số nếu quý vị muốn một đứa con quý vị nhận nuôi từ cảnh giới thấp hơn để người đó được thăng hòa giống như ở đây mình đi viện mồ côi nhận nuôi một đứa trẻ để nó có một đời sống khá hơn với mình trong một gia đình đương nhiên quý vị cũng có thể nhận nuôi con của người mẹ nào đó không muốn lo cho con hay không có khả năng bởi vì hoàn cảnh hay bởi vì bất tiện hay bởi vì danh giá hay bất cứ điều gì cho nên quý vị nhận nuôi chúng từ những cảnh giới cao quý vị nhìn xuống cảnh giới thấp hơn một chút thấy linh hồn nào sẵn sàng và linh hồn nào mình thích rồi hỏi linh hồn đó có muốn đi lên làm con của mình không nếu linh hồn đó chịu quý vị chỉ cần ngồi đó rồi đứa bé sẽ lên với mình giữa trung tâm ánh sáng mọi người trong gia đình quý vị sẽ ngồi lại với nhau và tập trung phải có hào quang ở chính giữa rồi trong hào quang đó một đứa trẻ sinh ra nó sẽ vào gia đình quý vị như vậy. Ngay lập tức có lẽ một số hào quang giống như một đóa sen và từ trong đó một đứa bé sinh ra. Sau đó nó thành người nhà quý vị liền và địa vị tâm linh của nó cũng thăng hoa ngay lập tức cũng như được làm con nuôi trong một gia đình quý tộc hay tổng thống. Sau đó mình thành con tổng thống làm đệ nhất công tử không cần biết nguồn gốc lý lịch mình từ đâu tới. Phải, chính là như vậy không phải giấy chứng nhận mà linh hồn của trẻ sơ sinh mới quan trọng nhưng trong thế giới chúng ta một người có thể mang thai mà không có chồng hoặc bị chồng bỏ người đó phải làm giấy giá thú bằng không không thể gọi anh ta là chồng được nếu anh ta không muốn thì nhiều người chê cười cô ta chẳng hạn vậy nhưng đáng lẽ không nên như vậy đây là đường lối của thế gian đường lối của những người tranh hơn thua đường lối của những người chỉ biết nhìn về phương diện vật chất và hay chỉ trích trong một thế giới quan tâm quá nhiều về tên tuổi danh vọng vô nghĩa hoàn toàn trống rỗng cho nên đáng lẽ không nên như vậy nhưng thế giới mình hãy còn thấp nó không thể chấp nhận tình thương tự nguyện hoặc là đứa con tự nguyện sinh ra đời tự nguyện đại khái dậy vẫn không chấp nhận hoặc quá nhiều chỗ vẫn không chấp nhận một số nơi không chấp nhận chuyện đó rồi như vậy tốt làm người đơn thân một mình nuôi con có lẽ khó hơn nhưng không sao danh giá cũng không có tệ hơn người có chồng theo ý kiến của tôi nhưng theo ý kiến của nhiều người có lẽ có thật đáng tiếc một linh hồn mới chào đời phải được nên đón với tất cả tình thương sự vinh quang sự chú ý và nỗi mừng vui để linh hồn đó có thể phát triển thành một người hữu dụng một chúng sanh tâm linh mà họ đã là từ đầu thế giới chúng ta có nhiều thành kiến sai lầm rất có hại cho chính mình và người nào liên hệ nếu chỉ trích người ta trong trường hợp đó nghĩa là mình rất kém phát triển về phương diện tâm linh bởi vì bất cứ chuyện gì xảy ra cũng là do thiên ý nếu thượng đế muốn cho linh hồn này cơ hội làm người nhất là làm con của một gia đình tu hành thì sẽ như vậy không phải tại lỗi ai mà đứa trẻ có đó ngay cả người bỏ chạy đi anh ta chỉ là một phương tiện là cửa sau cho linh hồn này được lẻo vào vào một gia đình có tu hành và khai ngộ để nó được cơ hội gặp minh sư trở thành một chúng sinh giải thoát vô số linh hồn đang chờ đợi nhiều linh hồn đang lang thang trong những cảnh giới vô hình chờ đợi họ tha thiết muốn xuống làm người tu hành được sinh ra làm con trong một gia đình tu hành, để được gặp minh sư liền, không cần phải tìm kiếm, không cần phải chịu những bó buộc, chướng ngại hoặc bất cứ vấn đề khó khăn nào. Nếu sinh ra trong một gia đình tu hành, dĩ nhiên quý vị sẽ trở thành người tu hành. Trước khi chào đời đã ăn chay rồi, sẵn sàng được tâm ấn bất cứ lúc nào sau khi đủ tuổi, cho nên vô số linh hồn đang lẩn quẩn chờ đợi để được sinh ra trong gia đình quý vị. Đôi khi họ không được đi cửa trước với sự chào đón vẻ vang, mà đôi khi phải lẻn vô cửa sau khi mình không để ý, dùng cách khác để đi vào. Cho nên đừng khinh thường những chúng sinh này hoặc khinh thường phương tiện mang nó cho đến khi nó chào đợi. Thật ra, hôn nhân theo ý nghĩa tâm linh phải nên như vậy. Mỗi khi quý vị bày tỏ tình thương cho nhau bằng thể xác hay qua việc ân ái, quý vị cũng nên nhớ rằng đây là cơ hội cho tôi cống hiến chính mình tôi có thể cống hiến thân thể của tôi như một đền thờ cho một chứng sinh mới đến đây để được giải thoát bởi một vị minh sư tại thế đây là cơ hội tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em khác của tôi đang khao khát được xuống thế giới này để gặp vị minh sư tại thế cho linh hồn một cơ hội chào đời linh hồn không luôn luôn gặp được minh sư tại thế bởi vì nếu thời điểm của họ đến họ phải đi đầu thai lẹ ở một nơi khác và chưa chắc ở chỗ đó họ sẽ gặp được minh sư trong nước đó hay trong thời đại đó cho nên mỗi lần vị minh sư ở một nơi nào đang sống đang đi lại linh hồn hết lòng muốn xuống và họ đang cầu nguyện để được xuống nhưng nhiều người tu hành sau đó không muốn cho cơ hội này cho những chúng sinh khác nữa họ dùng thuốc ngừa thai hay gì đó chỉ hưởng thụ ái ăn mà quên đi mục đích cao cả song song với việc làm ấy đó là ban cơ hội cho một chúng sinh khác được sinh vào trong một gia đình đã tu hành dĩ nhiên tôi không bảo ai phải làm gì tôi chỉ nói với quý vị những gì quý vị muốn nghe hoặc những gì một số quý vị muốn nghe trong trường hợp quý vị thấy một số tình trạng như vậy chẳng hạn như một số những sư huynh hay sư tỷ chúng ta có con mà không có giấy giá thú đàng hoàng một dấu đóng chứng nhận là chồng vợ hay có cha thật hay gì đó tất cả đều là con của thượng đế người nào mang đứa trẻ đó vào đời người đó chỉ là một phương tiện chỉ là cách để cho linh hồn đó xuống đây để gặp giáo lý sống và được giải thoát cơ hội này hàng triệu hàng tỷ năm không có được bởi vì quý vị có thể thấy khó như thế nào cho dù có minh sư nào xuống đây đi nữa bao nhiêu người muốn theo rồi sau đó bao nhiêu người theo rồi muốn ở lại và dù có ở lại bao nhiêu người thật sự tu hành rất ít mỗi ngày bao nhiêu linh hồn mới xuống thế giới này nhưng không có bao nhiêu đồng tu mới gia nhập vào đại gia đình chúng ta cho nên linh hồn mới nào sinh ra trực tiếp trong gia đình tu hành của quý vị, thì đó là mục đích của linh hồn đó. Nó đến là để tu hành. Nó đến vì lý do đó. Không nghi ngờ, không suy đi tính lại gì về anh chàng đó. Vì vậy, bất cứ lúc nào, nếu một người tu hành có con, hãy quan nghênh và giúp đỡ đứa bé bằng mọi cách có thể.